Xin chào các bạn, vẫn tiếp tục chuỗi sản phẩm vừa mới được ra mắt của Toyota Việt Nam. Thì ngay bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết chiếc xe đứng ngay cạnh tôi đây là chiếc Toyota Wigo, động cơ 1.2 với 86 mã lực. Vâng, chỉ 1.2, 86 mã lực thôi. Là một chiếc xe nhỏ, có hai phiên bản. Phiên bản hộp số sàn mức giá 345 triệu và phiên bản số tự động rơi vào khoảng 400 triệu đấy ạ, 395 triệu nếu tôi nhớ không nhầm. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay chiếc Wigo này có gì đặc biệt. Đây là một chiếc xe mà được rất nhiều người mong đợi vì nó là chiếc xe nhỏ nhưng lại của Toyota và giá tiền rất hợp lý. Nó sẽ cạnh tranh với chiếc xe của Hàn Quốc là Kia Morning. Vâng, vậy chiếc xe Nhật có gì? Hãy cùng tìm hiểu. Trước tiên là về phần đầu xe. Phần đầu xe có đẹp không? Nó trẻ trung đấy, nó cũng được đấy, không phải là vừa đâu. Tất nhiên nó sẽ thiếu đi những cái điệu của xe Hàn Quốc vì xe Nhật mà luôn luôn là như vậy. Nhưng đèn cũng không thiếu đi projector, may quá có projector. Vâng, nếu không có projector thì hơi phí. Không có đèn định vị ban ngày. À có, đây, nó có đèn định vị ban ngày. Để tôi nhờ một bạn bật lên. Có thể bật cho anh cái đèn của cái xe này lên được không? Bật cái đèn đây, cái chìa khóa đây. Rồi. Rồi. Bật đèn lên. Ok, rồi, đây là đèn định vị LED định vị ban ngày này, chạy ngang từ trong ra ngoài cũng ổn, nó hơi nhỏ nhưng cũng ổn, còn hơn là không có. Chỉ có điều đèn pha cốt thì nó là đèn vàng projector, nhưng projector đèn halogen. Đó. Cụm đầu xe thì nhìn nó cũng khá là giống với cái những cái xe khác của Toyota, nó hơi điều điệu. Hai cái thanh chrome từ logo này nó bay sang hai bên, nó như kiểu hình cánh chim đấy. Nhìn khá thanh thoát. Đó, cái phần lưới tản nhiệt ở phía dưới các bạn có thể nhìn nhé. Nó rất là to. Thoát gió đấy. Rất to và cũng được tạo ra những cái nếp gấp. Cái nếp gấp này để làm gì? Một là để cho chiếc xe nhìn ngầu hơn. Nhìn nó rất ngầu nhé. Thực sự là không rất ngầu đâu, nhưng nó sẽ ngầu hơn với cái vẻ hiền của nó. Và nhìn nó khỏe hơn. Nó khỏe hơn, nó có cái gì để nó cứng chắc hơn. Ở dưới thì cũng có đèn sương mù ở dưới thôi. Còn lại là đơn giản. Có thể nói một từ gọn gàng cho chiếc đầu xe của chiếc xe Wigo này là đơn giản. Tôi nghĩ là như vậy. Đó. Nhưng mà đơn giản nó cũng không đến nỗi là nhạt nhòa đâu. Nó không đơn điệu đâu. Nhìn nó vẫn ra gì đấy. Nhưng hơn cả nó là xe của Nhật. Nó là xe Toyota. Đó. Bây giờ tôi sẽ mở nắp capo ra nhé. Dũng ơi, có thể mở cho anh cái nắp capo ra được không? Ok. Rồi. Cái nắp capo này là động cơ 1.2. Nhưng mà 1.2 của Toyota ấy, 1.2 nó hơi yếu. Để tôi xem nào. Đây rồi. 1.2 của chiếc Wigo này nó chỉ có 86 mã thôi. 86 mã thì nghe, nếu mà nghe đến 1.2, 86 thì hơi yếu thật. Thế nhưng nó gắn ở trên một chiếc xe có thể nói là nhỏ, nhẹ như thế này thì cũng không đến nỗi quá tệ. Tất nhiên thời gian tới thì tôi sẽ có một cái video trải nghiệm thực tế và đánh giá chi tiết cho các bạn xem nó có yếu thật hay không. Thì lúc đó chúng ta sẽ tính tiếp. Còn đây là động cơ dual VVTi, là hệ thống van biến thiên kép dành cho cả van nạp lẫn van xả. Thì nó sẽ giúp tiết kiệm nhiên liệu và điều hòa cái khí nạp và khí xả nó tốt hơn. Tối ưu hóa về tiết kiệm nhiên liệu và tối ưu hóa về công suất. Đây là động cơ 4 xi lanh nằm ngang. 4 xi lanh nhá, không phải 3 xi lanh như những chiếc xe khác đâu. 4 xi lanh thì nó cũng có cái hay của nó đấy. Đó. Nhẹ lắm, nắp capo nhẹ lắm vì nó nhỏ mà. Đó, bây giờ thì mình sẽ vòng sang bên này để mình xem cái phần thân xe nhá. Phần thân xe thì đầu tiên tôi luôn luôn nhìn vào cái cụm vành bởi vì tôi rất thích cái bộ vành xe. Bộ vành xe này thì cũng bình thường thôi. Nó chỉ đâu đó 14 inch thôi. Nhỏ, xe nhỏ mà, 14 inch. Vành la răng, vành đúc. Phanh đằng trước thì là phanh đĩa thủy lực, nhưng đằng sau thì là tăng trống thôi. Đó. Bộ vành cũng được. Nhưng mà phải nói là cái xe của Toyota ấy, mà nó bán được với mức giá 300 mấy triệu, đầu 3 gần đầu 4 ấy. Phiên bản này có 345. Đây là phiên bản số tự động. Còn phiên bản 345 triệu thì Toyota mà đầu 3 thì cũng được đấy.
cho ai mà thích kiểu yêu Toyota, thích thực dụng, thích tiết kiệm mà lại không muốn bỏ nhiều tiền, thích bền bỉ, thích giữ giá thì có thể là hợp lý đấy. Nếu các bạn để ý thì chiếc Toyota Yaris ấy, giữ giá lắm, giữ giá kinh dị luôn. Đó. Cái tay nắm cửa hơi xấu này. Tôi thì tôi không thích cái tay nắm cửa kiểu này. Đây các bạn nhìn kỹ cái tay nắm cửa này. Nếu như mà nó dính liền vào kiểu đời mới thì tốt hơn. Cái kiểu tay nắm cửa này là đời rất lâu rồi, rất lâu rồi. Viền thì không có một chút chrome nào hết nhá. Và gương thì cũng có xi nhan, không đến nỗi tệ. Rồi, nếu mà nhìn tổng thể từ xa nhìn lại này, các bạn có thể nhìn này. Thì cái xe Vigo này thực sự là nó không có cái gì nó phá cách cả. Nó giống như những chiếc xe Kinga ở bên Nhật ấy. Bên Nhật họ rất đi hay đi xe kiểu này, thậm chí cái đầu nó còn ngắn hơn nhé. Nó sẽ như thế nào? Nó sẽ là một chiếc xe cực kỳ đơn giản, cực kỳ tiết kiệm, rất nhỏ về mặt tổng thể, nhưng ngồi ở bên trong rất rộng. Rộng hay không thì lát nữa chúng ta sẽ vào trong biết. Nhưng mà đấy, cái kiểu này nó vẫn là cái kiểu của Nhật. Cái đầu xe nó còn ngắn chút nữa thôi thì rất giống với những xe của Nhật. Có cái cánh gió đằng sau này, nhìn nó sẽ đỡ bị tù cho toàn bộ chiếc xe. Đây phần đuôi xe. Cái này nó giả led rồi nhá. Hai cái vạch này nó giả led rồi. Tôi nghĩ vậy. Chính xác là nó giả led thôi, nhìn vẫn như đèn led đấy, nhưng mà nó là giả. Cái phần đuôi xe thì tôi nghĩ là nó lại cũng hơi cầu kỳ ra phết đấy, không đến nỗi quá đơn giản đâu. Nhất là ở cái cản sau này. Đó. Những cái kiểu thiết kế những cái ô to như thế này ấy, nó sẽ làm cho cái xe nhỏ nó cảm giác nó to hơn với cái kích thước thật của mình. Cảm giác là nó to hơn một chút. Đấy. Không nên nỗi tệ đâu. Mở cốp ra kiểu gì đây không biết. Đây là vấn đề này. Cái điều này là tôi điều rất không thích này. Là không biết mở cốp ra kiểu gì luôn. Mà phải có chìa khóa. Không được mở luôn ở đây, xe đang mở mà. Nếu mà không mở ở đây ra luôn thì không thích. Có cảm biến lùi nhá. Nhưng không có camera lùi. Ây, bây giờ muốn mở cốp ra là không khoái lắm. Phải dùng chìa khóa vặn ở đây này. Đấy là một điều mà tôi rất không thích. À, các bạn hãy xem cái đuôi xe một chút, tôi rút cái chìa khóa ra. Đây, cái khoang hành lý là phải mở bằng chìa khóa này. Đây, tôi sẽ mở ra cho mọi người cùng xem luôn. Đấy. Ấn vặn ra để mở rồi nhá. Xong bắt đầu mới lấy tay kéo lên này. Chìa khóa vẫn phải cắm ở đây. Rút ra cũng được nhưng mà như thế nó hơi bất tiện. Đây chính là khoang hành lý này. Đây. Nó cũng chỉ thế này thôi. Nó cũng như kiểu Kia Morning thôi. Chứ cũng không để hơn được. Cũng không có quá nhiều điều để nói với cả cái khoang hành lý này đâu. Tôi sẽ kéo cái thảm này lên thì có một cái lốp dự phòng ở phía bên trong. Đó. Và cái tấm thảm này nó làm bằng cái tấm MDF, có nghĩa là gỗ ép, chứ nó sẽ không phải là cái tấm quá mềm như chúng ta vẫn tưởng tượng. Đó. Vậy thôi. Đây là cái cốp bên trong. Đóng vào mà không mở lại được nữa nhá, mà buộc phải nhét cái chìa khóa vào để vặn ra. Đây là cái điều mà rất không thích, tôi không thích ở cái chiếc xe mà phải như thế. Nó có cái gì đó rất cổ điển. Như thế này thì ngày xưa nó sẽ bền. Thực sự là nó sẽ bền, đặc trưng của Toyota. Nhưng mà bây giờ cái gì nó cần tiện, bền là phải tiện thì nó không tiện. Tôi sẽ để lại chìa khóa ở đây để cho các đồng nghiệp của tôi mở. Bây giờ mình sẽ vào trong bên trong để xem nội thất nó sẽ như thế nào. À, tôi vẫn muốn lấy cái chìa khóa ra, tôi sẽ mở sẵn ra. Rồi. Bây giờ mở được rồi. Anh Dũng có thể mở ở đây. Có thể mở được luôn rồi, mở được luôn rồi. Khoan, bây giờ mời bạn sang bên này. Tôi muốn cho bạn xem một cái nữa. Là cái xe Wego này. Cái chìa khóa này nó không có nút bấm nhá. Nó không có nút bấm điều khiển gì hết. Đây. Muốn mở nhá. Vẫn phải cho vào đây để vặn. Tôi không biết là đây là chìa khóa sơ cua hay là chìa khóa gì, nhưng mà nếu mà không có cái khóa điện thông minh ấy thì không thích đâm lắm đâu. Hy vọng rằng đây là chìa khóa sơ cua. Rất có thể. Rồi, bây giờ mình sẽ vào khoang trong xem như thế nào. Rồi. Khi mà ngồi lên chiếc Wego phiên bản số tự động 1.2 này, giá dưới 400 triệu này, thì tôi
có cái cảm giác là tôi vừa mới được sang bên Nhật và tôi ngồi những chiếc xe của họ, nhưng mà là những chiếc xe của thập niên trước. Nó có cái gì đấy nó rất là cổ điển, nó thực sự là cổ điển. Nó không có cái gì mới mẻ cả, nó rất cổ điển, nó của 10 năm trước thì nó mới như thế này. Tất cả đều là nhựa. Tôi đã nói với các bạn về chiếc Avanza rồi, thì những cái nhựa này nó sẽ đem đến cho chúng ta cái sự bền, rất bền. Cào cấu rồi lấy dao các thứ rạch thoải mái không hỏng, chục năm không hỏng. Thế nhưng mà nó sẽ không đem lại cái cảm giác tiện nghi. Ở trên xe này tôi không nhận thấy cái vẻ tiện nghi. Điều hòa này là điều hòa cơ. Đây, chỉnh hướng gió là cơ. Chỉnh ở nấc này là điện này. Cơ nhá, điều hòa cơ này thì bền lắm, bền một cách kinh dị luôn này. Những cái nút gạt này nhé, bạn chỉ có thể gặp những cái nút gạt lấy gió trong và lấy gió ngoài này ở những chiếc xe thời cách đây phải chục năm rồi. Nhưng bây giờ thì khó lắm, nhưng Wego vẫn có. Nhưng mà nếu mà các bạn đã từng đi Nhật rồi, các bạn sang Nhật thì rất nhiều chiếc xe kiểu như thế này. Người Nhật người ta thực dụng lắm, người ta thực dụng kinh dị luôn ấy. Người ta thích bền, người ta thích gọn, người ta thích rộng, người ta thích tiết kiệm. Thế thì đây, nó đây. Còn cái gì thoải mái, cái gì sang trọng, cái gì tiện nghi thì không có. Ghế chỉnh điện này, ngay cái cần số này nhìn cũng không được đẹp cho lắm. Nhìn nó hơi thô và nó cũng là nhựa này. Đó. Nhưng mà để mà nói về độ bền thì vô đối luôn. Đấy. Thế thôi, màn hình thì giống với chiếc Avanza. Không giống Avanza lắm. Có thể là giống với chiếc Rust thì đúng hơn. Đồng hồ đây, cục đồng hồ thì to, sáng sủa, dễ nhìn, nhưng mà cũng bình thường thôi, không thể gọi là đẹp được. Đó. Đấy, các bạn đã nhìn thấy chưa? Màu đỏ. Ở trong này thì hơi tối cho nên là hơi khó nhìn một chút. Gương thì là gương chỉnh điện nhá. Gương chỉnh điện nhưng tôi không thấy cái nút gập điện đâu cả. Chỉnh điện thôi. Và cái kính ở bên này là kính điện tự động xuống, gạt một phát là nó tự động lên. Ồ, nó chỉ xuống tự động thôi chứ nó không tự động lên. Nó xuống tự động thôi, còn lên thì vẫn phải gạt. Còn lại, tất cả những kính còn lại đều là phải giữ điện nhưng mà vẫn phải giữ. Ghế này, nếu mà là tôi thì ngồi ở đây nó hơi thấp một chút. Nhưng mà tôi có lẽ phải tầm 1m75 đổ xuống hoặc là 70 thì đã vừa hơn. Chỉnh cơ hết, tất cả đều là chỉnh cơ hết. Không có cửa sổ trời đâu nhá. Cái trần nó hơi cứng. Nó là nỉ nhưng hơi cứng. Tôi xem nào. Cái chỗ kính chắn nắng này nó hơi mềm. Không, nhưng nó cũng không phải là bẻ ra nào. Nó không phải là bìa như lần trước đâu. Nó vẫn là có cái có khung đấy. Có khung. Ghế nỉ hết. Đó, bây giờ ngồi ra hàng ghế phía sau xem nào. Rộng hay không biết ngay. Đấy, tôi bảo rồi, tôi biết ngay mà. Xe bé tí mà nó rộng như thế này cơ mà. Đấy chính là cái thực dụng của người Nhật. Này, các bạn nhìn này. Nó như thế này cơ mà. Nếu mà ai mà chót yêu quá đồ của Nhật rồi, có nghĩa là với những người tính hơi thực dụng, bảo thủ ấy, ăn chắc mặc bền ấy, mà lại chỉ yêu đồ Nhật thôi nhé, bởi vì đồ Nhật nó mới bền. Chứ còn những đồ khác thì họ không bỏ vào đầu những cái đồ khác của Nhật đâu. Họ chỉ tin vào những đồ của Nhật thôi, đồ Nhật bền mà. Thì đây sẽ là những chiếc xe mà dành cho những người kiểu như thế. Ăn chắc mặc bền, không cần thiết phải công nghệ, không cần thiết phải mới mẻ. Tôi cần cái gì nó đời cũ thôi. Nó dùng cơ thôi, nhưng mà nó bền. Thì đây, nó đây. Nó vẫn rộng nhá, rộng mênh mông luôn ấy, chứ không nói là rộng đâu. Tựa đầu này. Đó. Thế thì vẫn ổn. Nếu mà với mức giá này cho một chiếc Toyota bền thì ok. Còn các bạn thấy chiếc xe này như thế nào? Có đáng đồng tiền bát gạo hay không? Thì có thể comment ở ngay dưới video cho chúng tôi biết. Và đừng quên subscribe và bấm nút chuông kênh YouTube của chúng tôi để theo dõi những video mới nhất nhé. Bây giờ chúng mình sẽ đi lại một vòng để xem chiếc xe này nó có ổn hay không. Ở ngoại thất xem lại một vòng xem như thế nào.